ta chưa thấy có lấy mấy màu hay trăm điều không? Mình sẽ quay xa hơn để mọi người thấy được, thấy cái độ phủ màu của đèn. Màu sắc của đèn rất là đẹp, nó được sử dụng bóng led 7 màu. Nó có thể pha hơn 1000 màu khác nhau, phù hợp để mọi người mua trang trí, tách ra sân khấu, những cái sân khấu ca nhạc, những sân khấu đi show đám cưới lưu động, hoặc là trang trí ở những sảnh nhà hàng, khách sạn sang trọng. Đèn này nó có chế độ cảm ứng theo nhạc, chạy ô tô tự động và điều khiển qua bàn điều khiển DMS. Đèn với 200 kiểu đổi màu và chớp khác nhau nên mọi người sử dụng nó không có bị lâu, nó không có bị nhanh chán, mọi người phải sử dụng rất là lâu dài. Những khách hàng mà đi show thì nên đầu tư một những mẫu đèn như thế này, nó gọn nhẹ, mọi người có thể dễ dàng keo lắp. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế từ studio của công ty VN Phân mình. Dòng loa mình đang mở nhang là dòng loa BOL1RO16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay, hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.